sẽ yên tâm hơn, giảm cho họ những cái lo lắng là sinh con ra sẽ bị dị tật cái này cái kia, sinh ra chắc cháu bình thường. 26 tuổi, chị Lê Mô Thị Nụ ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đang mang thai đứa con thứ hai. Với lần mang thai đầu tiên, do tâm lý chủ quan nên chị không đến các cơ sở y tế để thăm khám thai định kỳ. Qua các đợt tuyên truyền về dân số tại địa phương, chị hiểu được ý nghĩa của việc khám thai cũng như thực hiện các biện pháp sàng lọc trước sinh. Do đó, ở lần mang thai này, chị luôn chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi tình trạng phát triển của thai nhi. Mục đích là khám là để coi thử sức khỏe của người mẹ. Còn thứ hai nữa là về cái thai nhi của mình, biết có nó có bình thường hay là không. Hồi mới tháng đầu, từ tháng thứ nhất đến hai tháng thì nó cảm thấy rất là mệt mỏi, nó đau bụng rồi nó khó chịu, cho nên là mình thường xuyên phải đi khám để theo dõi cái bầu thai của mình, coi thai nhi nó có phát triển tốt hay là không. Khi mà nghe bác sĩ nói cái sức khỏe của mình cũng tốt, còn cái thai nhi cũng bình thường thì mình cảm thấy cũng rất yên tâm. Kết quả chương trình sàng lọc ở các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên trong năm 2013 rất khả quan. Số thai phụ đến các cơ sở y tế để thực hiện khám sàng lọc tăng lên đáng kể. Thông qua sàng lọc trước sinh đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu ngừng phát triển, nghi ngờ đau và một số bệnh lý như hở thành bụng, u nang thanh dịch ở vùng cổ, gáy đẹn, hẹp tá tràng, v.v. Từ đó có các biện pháp theo dõi xử trí ngay từ giai đoạn đầu. Trước đây ngày xưa ông bà cha mẹ mình mang thai thì có tự nhiên mà đẻ không cần siêu âm, con vẫn khỏe mạnh. Họ chưa có biết thì họ không còn không lo lắng gì hết. Sau khi mà biết rồi họ lo nên là họ đi siêu âm, tham gia chương trình này xong rồi họ yên tâm hơn. Bây giờ mà bà con mình mà nói tới là vô siêu âm là họ hiểu liền, là họ kêu con tôi có bình thường không, có chân có tay không. Vậy là khi mà mình cứ tư vấn là mình nói với họ là những cái trường hợp như vậy là nó bị dị tật đó. Thì những lần sau là họ biết, họ đi siêu âm rồi họ biết, họ hỏi là nhà con tôi có khỏe không cô, có cháu nó có chân có tay không. Thì họ mình nghe tư vấn những cái đợt đầu mà phát hiện ra những ca như thế là họ đi rất là nhiệt tình. Hiện nay các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở Phú Yên dần được triển khai rộng rãi đến các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện. Từ năm 2012, Phú Yên đầu tư trang bị các máy siêu âm sắc tay đen trắng, máy siêu âm màu 3D phục vụ cho công tác khám sàng lọc trước sinh và phục vụ cho dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em lưu động trong các đợt triển khai dịch vụ và phục vụ công tác thường xuyên tại chỗ. Sau 3 năm triển khai, chúng tôi cũng đã mời các giáo sư của trường Đại học Y Dược Huế vào tập huấn hết, làm được hết rồi, từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh làm được hết, và chúng tôi vừa rồi cũng đã xin trang bị được là tất cả các máy siêu âm cho 9 bệnh viện của 9 huyện thị và 2 cái máy siêu âm màu cho bệnh viện thành phố và trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Làm được cái này rồi thì chúng tôi phối hợp với các đơn vị tới triển khai mạnh hơn. Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở Phú Yên đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, đối với khu vực miền núi, tỷ lệ bà mẹ khám thai vẫn đạt thấp so với yêu cầu đề ra. Số thai phụ khám thai đủ 3 lần trong thai kỳ chỉ chiếm 53%. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế Phú Yên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn khám thai định kỳ, tư vấn sinh ở trạm y tế cho những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chủ yếu phương tiện tiếp cận của chúng tôi là truyền thông và đào tạo lại cho y tế tuyến xã, các nữ sinh tuyến xã và các lực lượng y tế thông bản để họ sẽ chuyển tiếp cái truyền thông này xuống tận bản làng. Và như vậy thì như hôm nay á thì đã thấy là có người ở rất là xa, trong miền sâu miền xa, người ta cũng ý thức được và người ta cũng nhận thức, nhưng mà nó cũng nằm ở cái khối cán bộ và khối nhân dân có cái trình độ cao hơn chút. Các ban ngành đoàn thể cũng chưa thật sự sát vào đối với cái công tác này, và chỉ có mới ở góc độ là cán bộ dân số y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, tức là tuyến xã và tuyến y tế thôn và cộng tác viên dân số ở thôn buôn thôi, chứ còn các ban ngành đoàn thể và kể cả chính quyền địa phương thì cũng chưa thật sự mà sát vào đối với công việc này. Năm 2014, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Phú Yên tiếp tục triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để phát hiện sớm các tật bệnh bẩm sinh tại các huyện, thị xã, thành phố. Với bà con khu vực miền núi, không phải ai cũng biết đến chuyện sàng lọc trước sinh và sơ sinh.
nhưng khi đã được tư vấn, hiểu được lợi ích của việc sàng lọc sơ sinh, thì các thai phụ đều rất muốn được tham gia để sinh ra những đứa con khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Thưa quý khán giả, 3 năm liền, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại tỉnh Phú Yên giảm rất chậm và đều không đạt chỉ tiêu đề ra của cả trung ương lẫn địa phương, nhất là khu vực miền núi. Tỉnh Phú Yên đang kiến nghị xin giảm chỉ tiêu đề ra hàng năm về tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Vì sao tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Phú Yên lại giảm chậm, trong khi mọi hoạt động của chương trình dinh dưỡng hàng năm tại đây đều hoàn thành? Ghi nhận tại huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đã hơn tháng nay, bé Măng Thị Nương, 3 tuổi, ở thôn 1, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, ăn uống rất thất thường. Bé thường bỏ ăn, đôi lúc bị sốt về chiều tối, nhưng mẹ bé Nương, chị Nguyễn Thị Cúc cũng không đưa con đi khám ở các cơ sở y tế. 3 tuổi, nhưng bé Nương chỉ nặng chưa đến 10kg. Sáng ăn cơm, nhưng buổi trưa, hầu hết các gia đình có con nhỏ ở đây chỉ nấu mì ăn liền cho con ăn. Rất nhiều trẻ em tại khu vực này cũng đều được chăm sóc theo kiểu như vậy. Lúc nào nó đòi bánh thì mua bánh vậy, mà lúc cơm á đòi cơm mà thì cho ăn, mà lúc nó không đòi mình cũng cho ăn mà nó không muốn ăn. Nhưng mà tại sao mình không đến trạm y tế có bác sĩ hộ khám cho mình không an toàn hơn là mình đi mua ở ngoài? Mình cũng muốn đi rồi mà ấy ông chồng còn có mất đi làm miết vậy á, không có thời gian chở đi á. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hiện nay tại khu vực miền núi tỉnh Phú Yên là gần 17%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Riêng khu vực miền núi, cá biệt có xã, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm đến 50%. Phần lớn trẻ bị suy dinh dưỡng cả về cân nặng và chiều cao. Tuy nhiên, các hoạt động nhằm giảm tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ lâu nay ở Phú Yên nói riêng và nhiều địa phương tại khu vực miền Trung mới chỉ đủ điều kiện để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng về cân nặng. Khu vực của cái đồng bào dân tộc thiểu số này thì cái trình độ cũng thấp, với lại cái kinh tế cũng còn khó khăn, cho nên cái cách nuôi con cũng không có được chu đáo lắm. Viên số bà mẹ là đi làm đó rồi bỏ con ở nhà nên cũng chăm sóc cũng không có có chu đáo, đồng thời là bệnh đau nữa, số trẻ nó bị bệnh thời cũng do thời tiết nữa, thời tiết nóng rồi nó sinh mụn nhọt không có ăn uống được, cho nên là trẻ nó không phát triển. Nâng cao năng lực cho cán bộ, tăng cường tiếp cận các cái dịch vụ y tế. Đặc ví dụ như là ở tại cơ sở thì nên là có những cái có thuốc, đặc biệt là thuốc bảo hiểm y tế mà đặc thù riêng về suy dinh dưỡng, ví dụ như cung cấp vi chất cho những đứa trẻ mà khi mà hàng tháng người ta đến trẻ ba mẹ đem trẻ đến cân bị suy dinh dưỡng, mình có thể cung cấp những cái loại vitamin và khoáng chất, rồi có cán bộ tư vấn kỹ thuật thì sẽ giúp cho ba mẹ thay đổi được hành vi tốt hơn. Còn ngoài ra thì mình cũng nên là tạo điều kiện và nâng cao cái năng vai trò và trách nhiệm của người của gia đình, đặc biệt là người phụ nữ trong gia đình đó, thì nên tạo động lực cho họ, có thể là tạo thành những cái nhóm phụ nữ giúp nhau để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, rồi trong cái nhóm đó phải có được cán bộ y tế hỗ trợ để họ thành lập những cái nhóm cùng nhau phòng chống suy dinh dưỡng. Rồi cái thứ ba là nên tăng cường về truyền thông thay đổi hành vi. Nhiều tháng liền khu vực này không có mưa, đồng nghĩa vụ mùa của bà con nơi đây đứng trước nguy cơ mất trắng. Điều kiện kinh tế khó khăn nên trẻ sẽ thiếu sự chăm sóc từ cha mẹ. Đó là chưa kể kiến thức thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ của các bà mẹ còn hạn chế. Thực tế này đang khiến tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi ở khu vực miền núi tỉnh Phú Yên gia tăng. Trong khi đó, số gia đình có người sinh con thứ 3, thứ 4 trở lên ở khu vực này vẫn chiếm tới 30%. Đứa trẻ này là đứa con thứ 4 của chị La Thị Hiền, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, và cũng là đứa trẻ thứ 3 trong gia đình, tiếp tục bị suy dinh dưỡng. Hiện nay, tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả về cân nặng và chiều cao đang là bài toán mà nhiều nơi chưa có lời giải. Bên cạnh một số dự án về dinh dưỡng cho trẻ do các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài hỗ trợ kinh phí, thì giải pháp chính được các địa phương áp dụng hiện nay để giảm số trẻ suy dinh dưỡng là truyền thông. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng hình thức truyền thông hiện đã không còn phù hợp. Một buổi truyền thông về suy dinh dưỡng tại xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Rất đông bà mẹ đến nhà rông văn hóa của thôn để tham gia buổi truyền thông. Thế nhưng hình thức truyền thông vẫn chỉ là đọc, nghe. Công cụ hỗ trợ chỉ là một vài hình ảnh đơn giản.
Chị Hiền cũng đưa con đến dự nhiều buổi truyền thông như thế này, nhưng đến nay chị cũng không biết làm thế nào để con mình giảm suy dinh dưỡng. Có biết là cái đứa bé này nó bị suy dinh dưỡng không chị? Không. Thấy nó như thế nào thôi? Thấy nó ốm mà. Sao nữa? Em ăn uống thì sao? Ăn kiêng. Ăn ít ăn à. Bỏ vô đụng vô Minh Hải Minh nó khóc thế à. Thế chị chăm sóc bé như thế nào? Cho ăn cháo, nắng cháo. Nắng cháo, đồ thịt bằm, đồ bỏ mình nấu vậy. Để nó ăn, cho ăn, nó ăn. Ý thức, nhận thức của người ta còn thấp á, không có nhận thức được cách nuôi con để xe cho con khỏe rồi, nên cái tỷ làm như cái tỷ lệ sinh dưỡng là nó không còn cao. Nó tuyên truyền chỉ có vào đợt ngày 1 tháng 6 với ngày 23 tháng 10 thôi, một năm hai đợt. Tuyên truyền cho mình, tuyên truyền bằng miệng không thì mình họ nói lúc đó thì họ hiểu, nhưng mà về thì họ không thực hành theo ý mình được. Mình tuyên truyền đồng thời là có cái biện pháp can thiệp. Chứ còn nếu tuyên truyền không mà không có biện pháp can thiệp thì cũng không có đạt theo cái ý muốn của mình. Chẳng hạn như có kinh tế mình tuyên truyền thì bà mẹ mới biết cách, từ có tiền thì mới mua cái này nọ là cho trẻ ăn thì nó mới thoát được. Chứ còn nếu mình tuyên truyền không thì cũng khó. Trung bình một năm mỗi xã phường thị trấn được cấp vài trăm ngàn đồng cho hoạt động bữa ăn trình diễn dinh dưỡng. Kinh phí ít nên nhiều lắm thì mỗi xã cũng chỉ có 2 bữa ăn trình diễn một năm. Số lượng thực phẩm trong bữa ăn trình diễn vì thế cũng không thể phong phú. Và điều tất yếu là không thu hút và cũng không thể thuyết phục được các bà mẹ làm theo hay thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề dinh dưỡng cho con em mình. Để cho họ thay đổi không phải là một ngày một ngày hai mà thay đổi liền. Cho nên là cần phải cho họ thấy hiệu quả và cái hình thức truyền thống đó có thể thay đổi sáng tạo. Ví dụ như mình có thể là sử dụng cái phương pháp mà học tập gương điển hình. Ví dụ như ở một cái cộng đồng, mặc dù người ta rất là khó, nhưng mà trong một cộng đồng đó cũng có thể có những ba mẹ có điều kiện kinh tế giống nhau nhưng mà lại nuôi con tốt, thì mình có thể là học sử dụng được phương pháp đó, học đến gia đình đó để học cái cách nuôi của người mẹ mà có nuôi con giỏi như vậy. Hoặc là có thể là sử dụng cái phương pháp, ví dụ như phương pháp tiếp thị xã hội, rồi sản phẩm dinh dưỡng. Ví dụ như mình có thể là tiếp thị ở vùng đồng bào dân tộc, có thể là tiếp thị sữa đậu nành, hoặc là cách làm sữa chua, hoặc là các sản phẩm dinh dưỡng như chè, một số món ăn dân phải thực hành, phải làm. Và đầu tiên mình khuyến khích bằng cách là mình cho để cho họ sử dụng, xong rồi khi mà quen rồi mình có thể là vừa cho vừa bán. Ví dụ như mình cho họ cái này nhưng mà họ phải mua lại cái thực phẩm này, và khi mà sử dụng quen rồi người dân có thể tự sử dụng. Cần thay đổi phương thức truyền thông để tác động đến nhận thức, đến thực hành của mỗi gia đình nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, mà trước mắt là vấn đề suy dinh dưỡng về cân nặng. Đó là ý kiến được nhiều chuyên gia y tế khẳng định. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đội ngũ cộng tác viên dinh dưỡng phải được tập huấn, lồng ghép tuyên truyền cho các bà mẹ qua các đợt cân đo, tiêm phòng cho trẻ, hoặc phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền lồng ghép về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại các buổi sinh hoạt đoàn thể ở thôn buôn. Kính thưa quý vị, dù đã được hưởng nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ từ đảng và nhà nước, nhưng đến nay nhiều địa phương miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đồng còn thiếu đất sản xuất nên chuyện thiếu ăn, thiếu mặc vẫn là chuyện thường ngày. Cải thiện dần cuộc sống của người dân ở những buôn làng vùng sâu, vùng xa, trước hết phải bắt đầu từ việc kiểm soát dân số. Phước Tân là một xã nghèo nằm ở vùng sâu vùng xa nhất của huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Giữa chốn núi rừng xa xôi này, cuộc sống của bà con tuy không đến nỗi tách biệt, nhưng cũng không hẳn được nhộn nhịp như những buôn làng ở các địa phương miền núi khác. Đất không được màu mỡ, tơi xốp, thế nên bà con lại càng vất vả hơn. Thế hệ ông bà, cha mẹ sống nhờ vào cây sắn, cây bắp, nhờ vào những diện tích lúa rẫy ít ỏi. Và bây giờ, thế hệ các con cũng chỉ quẩn quanh trên những triền đồi. Những đứa trẻ cùng cha đi rẫy, theo mẹ lên nương ngày nào, giờ lại tiếp tục công việc của cha mẹ. Cuộc sống lam lũ qua nhiều thế hệ dần giúp người dân nơi đây nhận ra rằng đất sỏi quê mình cũng không nỡ phụ công người chăm sóc, nhưng đất không thể tự nới rộng, sản sinh thêm như con người. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Phước Tân, chị Hờ Thị Linh hiểu được những khó nhọc của bà con, đồng bào mình.
May mắn hơn thế hệ ông bà cha mẹ và những bạn bè đồng trang lứa, chị Linh được đi học, được tiếp xúc với nhiều bà con ở địa phương khác. Nhờ đó chị hiểu được rằng, với điều kiện xã nhà còn khó khăn, bà con mình muốn được bớt khổ thì trước hết phải sinh ít con. Mấy chị em rồi mấy anh em rồi chưa nhận thức được ấy, thành là họ kia mà nói hồi trời sinh voi trên sinh cỏ mà để hồi trước kia người ta để người ta nuôi còn nổi, mà nay điều kiện nuôi đồ cơm gạo đồ có rồi đi làm mướn một ngày rồi đi nuôi cả tháng còn nổi mà không để ý là nghe lời mấy ông bà già xưa là thường xuyên đến, nhất là buổi chiều, còn buổi trưa đây cũng ít, nhất buổi chiều, chiều tới tối mình tới, cũng như đi thăm chị em vậy, đi vòng vòng thăm làng xóm vậy, tuyên truyền nói chuyện. Bữa cơm gia đình chị Lê Mô Thị Hạ hầu như chỉ có chén muối trắng, thi thoảng mới có thêm chút rau rừng. 32 tuổi, có ba con nhưng đều là gái, chị Hạ vẫn ước mong có thêm một đứa con trai cho nếp tẻ đủ đầy. Thế nhưng những khó khăn của cuộc sống hiện tại khiến chị có phần do dự. Không muốn gia đình chị Hạ rơi vào cái vòng lẩn quẩn của sự nghèo khó, đông con, chị Linh luôn tìm mọi cách để động viên chị Hạ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Giải pháp tâm thai rồi tìm thuốc rồi uống thuốc rồi đấy. Chờ chị Linh nhận cái ai nó biết đâu. Cái hộ gia đình mà người ta sinh đông con rồi là người ta áp dụng biện pháp là rất là khó, bởi vì là cái họ vẫn nhận thức được là cái khó khổ mà khi mà sinh ra một đứa con mà để nuôi là nó cái họ kinh tế nè ảnh hưởng đủ thứ trong sinh hoạt trong gia đình, nhưng mà họ lại áp dụng biện pháp nó không cái không áp dụng cho họ một biện pháp, nó không triệt để, không áp dụng đúng với biện pháp của họ muốn. Mà ít lần cấm vô đây đi hai lần nè. Nên là quái nè. Ừ, là nhập bỏ bí nè. Ừ, quái là nhiều quái, là nhiều quái thật này. Cứ ta thôi cũng nhầm là bình thường, còn chỉ đeo tim nhắn phước ba tháng bỏ bình thường giả răng ở đi bộ này mà tâm nhầm nè, tâm nhầm tay của mũi tên này, nhầm tay của mũi tên giả răng chứ tham nhầm bước nè, không nhầm trần này luôn em này nè, tâm nhầm nè, nhầm hao số nè, nhầm hao mũi tên này, vết này ở bên tay số ở bên mà răng thua răng đấy, anh kia mị nhầm này phước thua răng nặng này đấy, khỏe lắm ở. Nên là nếu mà cảm thấy mà dùng riêng chừng là kế hoạch cuối cùng là nào đến sáng, anh kêu mẹ chị Ly nhớ đến sáng. Bởi vì đến sáng là, bình thường đi, đến sáng hồi lâu là bình thường chứ mà đến sáng này là bình thường. Sức khỏe ta cho là bình là đồ thường là do cái đến sáng nên rụa này rụa tì, hoặc là tờ gì. Và lấy cá nước nên rồi bình lai cờ bôi lai cờ ngoài nó là nhiều thừa bôi, ta là đồ thừa ngay lại do cờ đình sáng nhé, ta thao chăm sóc về sức khỏe ta là đã cảm nhìn những nhóm khác muốn nhé. Chị Sô Thị Phơ năm nay 33 tuổi, sinh ba con, với người chăm hơ roi đó chưa phải là nhiều, nhưng với vợ chồng chị khi cuộc sống còn nhiều khốn khó thì chuyện chăm lo cho con hẳn cũng không thể vẹn toàn. Quyết định dừng lại ở ba con nên vợ chồng chị đã chủ động áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Sau khi áp dụng các biện pháp như uống thuốc, tiêm thuốc tránh thai nhưng không phù hợp, vợ chồng chị thống nhất nghe theo lời khuyên của chị Hờ Thị Linh là chọn giải pháp đình sản. Nghe nói đi miếng nhiều ấy, cũng chị cũng đi nói chứ người ta cũng đi, đợt trước cũng đi rồi ấy. Tới mấy em mà chắc cũng không sao là mình cũng đi luôn. Hầu đi gì cỡ 2 ngày nó thấy nó chống mặt sao nó mờ, mình nhìn ra ngoài như mình say rượu ấy, nó mờ đi nó muốn té muốn ngã sao ấy. Cỡ một tuần xuống mình xin thuốc ấy.
nấu đưa uống đó cũng bình thường, không có sao. Đi tuyên truyền là trước mắt là chị tính, chị không có nhắm vô mà tương lai sau này con em học hành là mình không có nói mấy chuyện đó, mà chị nói mấy chị mấy anh giờ là cha mẹ đưa cho mấy anh, chia cho mấy anh một hát đất mà mấy anh chị để ra mà 3-4 đứa con là sau này mấy anh chị chia ra cho con là được nhiêu. Mình cứ nói mấy cái phần thực tế tại địa phương mình khó nhọc nhất là bên ngành dân số đây là đi nhiều, nói chung là cái thù lao của mình là không có đủ tiền xăng. Đây là mình cũng như là làm giúp cho nhân dân chị em mình vươn lên, bởi vì là chị em mình là rất là ở trên này là rất khó khổ, mà mình nếu mà mình bỏ cuộc là để ra nhiều rồi bắt đầu ảnh hưởng. Toàn xã Phước Tân có 568 hộ với 2.255 nhân khẩu, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Hơ Roi. Theo ước tính, số hộ có từ 3 con trở lên chiếm 35%. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2014, chỉ có 4 trường hợp sinh con thứ 3. Với một xã nghèo như Phước Tân, con số này là một dấu hiệu đáng mừng, cho thấy việc tuyên truyền của đội ngũ cán bộ dân số ở đây đang dần phát huy hiệu quả.